Vâng. Nên chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng 8. Và xin trân trọng giới thiệu quý vị là bây giờ là 6 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2019. Và thì tôi trân trọng giới thiệu với quý vị là chúng tôi đang hoàn thiện một chiếc sập gỗ và có kích thước là 1m62. Và thông số của chiếc sập như sau: chân là 22. Và dạ tiền là 10 phân, dạ đốc 8 phân và gỗ khuôn chanh là 8 phân. Và mặt là 2 lá. Và mặt dày là 1 phân 8. Và đây chiếc sập này là chúng tôi đang hoàn thiện cho một vị khách hàng là anh Hồng ở Minh Quang, Ba Vì, Hà Tây. Và anh đã lên ký duyệt chiếc sập này ngày hôm trước rồi. Và hôm nay chúng tôi đang bắt đầu hoàn thiện để cứ giờ này chiều ngày kia là anh phải bàn giao cho anh chiếc sập này tại nhà anh, đó là ở xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Tây. Và anh Hồng, và chiếc sập này là chủ sở hữu chiếc sập này là anh Hồng, xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Tây. Và đây, tôi quay gần một tí để cho quý vị cùng chiêm ngưỡng chiếc sập của anh Hồng Minh Quang, Ba Vì, Hà Tây đấy nhá. À, chiếc sập này là chân tôi chạm rất là chi tiết, rất là đẹp. Hay gọi là đục, gọi là đục ngũ phúc cài nho. Và rất là đẹp, rất là bồng bềnh. Và ai có nhu cầu sở hữu một chiếc sập như anh Quang ở Ba Vì, Hà Tây này thì sẽ xin liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng 8 nha. Có số điện thoại là 0987 5086 nha. Còn cơ sở nơi nào tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và căn phòng của một quý khách 24/24. Rất là chi là đẹp. Và đây chúng tôi đang chà rám là như là cái bột nó ra này, là nhìn nó không được rõ vân gỗ lắm. Và trong đó chúng tôi còn rất nhiều các loại đồ như là lộc bình này, trường kể thế này. Cả đồng hồ, đó là đồng hồ cây, gọi là có cô tiên và loại không có cô tiên là có tất nhé. Ai có nhu cầu dùng bất cứ đồ gỗ gọi là trang trí nội thất bằng đồ gỗ trong nhà mà chúng tôi đều có, ghế tần, hương đá,